Phía gia đình họ nhà trai trở vào phía bên trong khán phòng yêu thương để chúc mừng hạnh phúc cho Việt Dũng và Thanh Dung, cũng như thực hiện các nghi thức nghi lễ yêu thương quan trọng của ngày hôm nay để chúc mừng hạnh phúc, tác hợp mối lực duyên hạnh phúc của Việt Dũng và Thanh Dung ngày hôm nay. Để rồi ngày hôm nay đón cô dâu Thanh Dung trở về làm con là dâu của gia đình ông Lê Hồng Văn và bà Nguyễn Thị Bích Huệ tại số nhà 233 Bình Hóa để về làm con làm dâu của gia đình họ nhà trai. Thì ngay bây giờ cánh cổng hoa của gia đình họ nhà gái rộng mở đón chào tất cả quý vị quan khách cũng như thành viên của hai bên gia đình. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào phía bên trong khán phòng yêu thương, lựa chọn cho mình những chỗ ngồi hợp lý nhất để chúng ta theo dõi câu chuyện hạnh phúc trong năm, cũng như chúc mừng hạnh phúc cho Việt Dung và Thanh Dung ngày hôm nay cho được thành công và tốt đẹp. Và thưa quý vị thân mến, đang dần tiến về cánh cổng hoa ngày hôm nay sẽ là những khoảnh khắc yêu thương này mà chúng ta cùng với hai nhà sẽ cùng chứng kiến câu chuyện hạnh phúc trọn năm của Việt Dũng và Thanh Dung ngày hôm nay. Xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ di chuyển vào phía bên trong khán phòng yêu thương và lựa chọn cho mình những chỗ ngồi hợp lý nhất để chúng ta cùng theo dõi và chứng kiến câu chuyện hạnh phúc trăm năm của Việt Dũng và Thanh Dung ngày hôm nay cho được thành công và tốt đẹp. Xin trân trọng kính mời. Chúng tôi vẫn luôn đồng nhiệt chào đón xin diện của tất cả cô vị quan khách. Chúng ta sẽ cùng di chuyển vào phía bên trong, lựa chọn cho mình những chỗ ngồi hợp lý nhất để chúng ta cùng nhau theo dõi câu chuyện hạnh phúc trăm năm, cũng như tham dự và chúc mừng buổi lễ vu quy của chú rể Việt Dũng và cô dâu Thanh Dung ngày hôm nay cho được thành công và tốt đẹp. Xin được cảm ơn cô vị rất nhiều. Diễn ra 6 ít phút nữa, xin được trân trọng kính mời. Phía khán phòng trung tâm yêu thương của gia đình hoa nhà gái vẫn chào đón tất cả quý vị quan khách. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào phía bên trong và ổn định vị trí của mình để buổi lễ vu quy của chú rể Việt Dũng và cô dâu Thanh Dung sẽ được diễn ra sau ít phút nữa. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Thân mến, thì thời khắc quan trọng cũng đã đến. Xin mời toàn thể quý vị quan khách, chúng ta sẽ cùng tạm ngưng lại công việc riêng của mình và hướng mắt về phía khán phòng yêu thương của gia đình họ nhà gái. Ngay sau đây, hãy vang lên một tràng vỗ tay của toàn thể quý vị để buổi lễ vu quy của chú rể Việt Dũng và cô dâu Thanh Dung. Quý vị. Kính Duy xin được thân hoan và đồng nhiệt chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị quan khách quý, cũng như các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè thân thiết của chú rể Việt Dũng và cô dâu Thanh Dung. Ngày hôm nay cũng đã trở về phía gia đình họ nhà gái, gia đình ông Lê Quảng Định, Quảng Sương, Thanh Hóa để chúng ta cùng nhau theo dõi cũng như tham dự và chúc mừng buổi lễ vu quy của chú rể Việt Dũng và cô dâu Thanh Dung. Và tôi là Đình Duy, người sẽ đồng hành và dẫn dắt câu chuyện tình yêu và kết nối quý vị đến buổi lễ ngày hôm nay. Xin được gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và một lời chào trân trọng nhất. You look so beautiful.
là hai từ thật đặc biệt, nó đưa chúng ta đến những người cần phải yêu. Tình yêu của chú rể Việt Dũng và cô dâu Thanh Dung. Thế giới 8 tỷ người, tại sao một chàng trai có thể quen một cô gái? Và các quý vị thân mến, đó là hai từ duyên và định mệnh đấy ạ. Đôi khi duyên và định mệnh đã cho họ gặp nhau, họ yêu nhau. Và ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị, họ đã qua những gian truân và thử thách để ngày hôm nay họ sẽ cùng về chung một nhà. Và các quý vị thân mến, thì ở cách đây mấy ngày thì gia đình họ nhà trai cũng đã sắm sửa các nghi thức kỳ lễ quan chào hỏi và nạp tài của chú rể Việt Dũng và cô dâu Thanh Dung. Và ngày hôm nay còn một lễ nữa, đó là lễ xin dâu, xin cô dâu Thanh Dung về làm con là dâu của gia đình ông Văn và bà Huệ tại Hòa Hòa. Và ngay bây giờ, không để cô vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến với bác đại diện của gia đình họ nhà trai sẽ khởi thân đứng dậy để phát biểu và cảm nghĩ để đón cô dâu Thanh Dung trở về phía gia đình họ nhà trai ngày hôm nay để với nghi thức xin dâu. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cô, các ông, các bà, kính thưa toàn thể quan viên hai họ, tôi là công chúa của nhóm Việt Dũng từ lễ này. Lời đầu tiên tôi đã dành cho các bạn, ai cũng đang nhà đã dành cho các bạn chúng tôi. Toàn nhà đang nay chúng tôi sân đây có sự hiện diện đầy đủ của các ông, các bà, anh, các chị, bên nội cũng như bên ngoài và bạn bè thân hữu của ông gia đình ông Phan Đình Huệ và bạn bè của tôi. Kính thưa quý vị, kính thưa hội trường, hai cháu Việt Dũng và Thanh Dung yêu thương nhau chân thành, văn minh và trên sự tinh thần tự giác tự nguyện. Hai gia đình đã tổ chức đầy đủ các nghi lễ theo phong tục văn hóa truyền thống của người Việt. Ngày hôm nay trong buổi lễ vô quy này, gia đình nhà trai chúng tôi xin phép có cây cầu để xin dâu kính chủ tịch gia đình thân của nhà gái và xin ông bà toàn thanh kính cáo với tổ tiên chúc phúc tốt lành cho huấn luyện viên của hai cháu. Và thay mặt cho ông bà Huệ Văn, tôi được làm rể, làm con rể của ông bà toàn thanh và làm cháu rể của gia tộc nhà gái. Và cũng kể từ ngày hôm nay, hai gia đình chúng ta chính thức trở thành thông gia tốt đẹp của nhau và hai cháu chính thức trở thành niên vợ niên chồng. Một lần nữa xin kính chúc toàn thể quý vị trong hội trường mạnh khỏe hạnh phúc, chúc cho hai cháu hai gia đình trăm năm hạnh phúc của chị em. Vâng, xin được cảm ơn bác đại diện của gia đình họ nhà trai không đã khởi thân đứng dậy để xin phép gia đình họ nhà gái xin cô dâu Thanh Dung vì làm con là dâu của gia đình nhà ông Lê Hồng Văn và bà Nguyễn Thị Bích Huệ tại số nhà 233 Hòa Văn, Quảng Hòa, Quảng Xương, Thanh Hóa. Thì ngày hôm nay gia đình họ nhà trai và ngay bây giờ để đáp lại tình cảm kính mời bác đại diện của gia đình họ nhà gái, chúng ta sẽ khởi thân để đáp từ cũng như suy phát biểu suy nghĩ của mình trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa tôi chỉ số bác của hai bên gia đình, kính thưa các vị khách quý cùng nam thanh nữ tú trong buổi ngày hôm nay, sự ý nghĩa của ông bà thọ thân, tôi xin được đại diện cho gái và gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể ông bà Huệ Văn cũng như cô chị chú bác của hai bên gia đình cùng các vị khách quý cũng như các thanh niên trong cái buổi đẹp đây là chúc sức khỏe, là hạnh phúc và thành công. Tôi xin cảm ơn bên hội nhà trai đã làm đầy đủ thủ tục và có chụp đầu xin dâu
thì thay mặt cho họ cái tôi thống nhất với quan điểm chương trình và hành động đã đặt ra. Thì đến buổi hôm nay thì cháu Việt Dũng là chính thức là con rể và con thân, và Thanh Trung chính thức là con trâu của họ chồng chồng Lê Văn trong đó. Thì qua cái buổi hôm nay cũng không biết nói gì hơn, cũng mong hai bên gia đình, nhất là ông Tam tiếp tục phun đắp và xây dựng hạnh phúc cho các cháu trăm năm hạnh phúc, để thành tay tài gái thất đối với gia đình chồng chồng là một cháu ngoan, đối với gia đình là con dâu Thảo là làm thế. Thì qua cái buổi hôm nay tôi cũng không biết nói gì hơn, đúng không? Đây là cuối cùng xin chúc sức khỏe đến ông bà Hải Văn cũng như tất cả hội trường, là chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn những lời phát biểu và chia sẻ của bác đại diện họ nhà gái, cũng đã gửi thật đứng dậy để vòn vẹn hạnh phúc trăm năm của chú rể Việt Dũng và cô dâu Thanh Dung. Và thưa quý vị thân mến, thì bác đại diện của gia đình họ nhà trai cũng đã ngỏ lời, và bác đại diện của gia đình họ nhà gái cũng đã chấp thuận. Thì ngay bây giờ xin mời bố Lê Nguyễn Thị Bích Huệ và bố Lê Văn Thọ và bà Hoàng Thị Thanh, chúng ta sẽ gửi thân đứng dậy để trao cho nhau chục chầu chai rượu xin dâu ngày hôm nay, để đồng ý Việt Dũng và Thanh Dung ngày hôm nay sẽ cùng về chung một nhà. Và ngay bây giờ hình ảnh này có xứng đáng nhất một tràng vỗ tay của toàn thể quý vị không ạ? Vâng, xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngày hôm nay sẽ là những khoảnh khắc yêu thương này để chúng ta cùng nhau vun vén đắp hưởng hạnh phúc trăm năm của hai bạn. Và thưa quý vị thân mến, nếu cuộc đời là một bộ phim thì ai trong bộ chúng ta sẽ có những thước phim của riêng mình. Đó là thước phim của thời thơ ấu, thước phim của thời đi học, thước phim xây dựng sự nghiệp. Và ngày hôm nay hai người đạo diễn của thước phim mang tên Hạnh Phúc Gia Đình là chú rể Việt Dũng và cô dâu Thanh Dung sẽ cùng nhau chung sống suốt đời và cùng nhau trèo lại con thuyền tình yêu cập bến hạnh phúc. Và thưa quý vị, không để quý vị chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị cùng với chúng tôi chào đón sự hiện diện chính thức của nhân vật chính đầu tiên, chú rể Việt Dũng. Xin mời. Và thưa quý vị thân mến, đây là hình ảnh thân thương của chú rể Việt Dũng. Quý vị có thấy chú rể Việt Dũng hôm nay có cao to đẹp trai không ạ? Cao to đẹp trai thì anh có lên một tràng vỗ tay thật lớn cho hình ảnh này. Vâng, xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời mẹ Hoàng Thị Thanh ạ sẽ cùng đón người con rể của mình vào căn phòng loan, căn phòng phượng để đón cô dâu Thanh Dung ra với buổi lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời toàn cơ chầu, toàn cơ chầu ngày xin mời bố Lê Văn Thọ là chúng ta sẽ di chuyển về phía, xin mời bố sẽ di chuyển chung chầu chai rượu lên phía bàn gia tiên để thắp hương gia tiên. Sau khi chú rể và cô dâu đã gặp nhau thì xin mời hai bạn chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển về phía bàn gia tiên để thắp hương gia tiên kính cáo tổ đường. Tràng tiếp theo để ấm lòng ấm dạ theo dõi câu chuyện hạnh phúc trăm năm của Việt Dũng và Thanh Dung ngày hôm nay, xin được trân trọng toàn thể quý vị. Gracias.